À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lăn rừng trưa ngày 25 tháng 6 năm 2020 nha mọi người. Đấy. Thì như một khi thôi, hàng về lúc nào thì em quay bán lúc đó nha mọi người. Này, sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng cái phần một cho mọi người dễ mua. Đấy, và em đã đánh số thứ tự rồi nha mọi người. Đấy. Thì có gì bán đó thôi nha mọi người nha. Đấy. Hôm nay là em về được cái một lô dây hạt cũng rất là đẹp nha mọi người. Dây hạt ở vùng rừng Đất Coi cũng có các nguyên bản miếng và kiến và các cái về rồi. Tiếp theo là hàng kiếm luôn, kiều vuông, trúc Phật bà đơn cam và một số cái như kiếm bành nà, kiếm xích ngọc. Đấy. Thì nói chung là có cái nào bán cái đó nha mọi người. Đấy. Rồi, hàng thì hôm nay rất là đẹp nha mọi người. Đấy, thì có cái phần kiếm này, kiều vuông thì hôm nay rất là đẹp. Vừa có nguyên bản vừa có hàng về luôn. Thì cái lô kiều vuông này nói chung là rất là tuyệt vời. Đấy. Và tiếp theo là nến đơn cam, trúc Phật bà và giấy hạt. Thì em sẽ quay thứ tự từ trên xuống dưới cho mọi người dễ mua nha. Đấy. Trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này nha. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Đấy, số điện thoại của em đây. Rồi. Thì mọi người xem và mua đặt hàng thì từ chiều nay tối và ngày mai em sẽ đóng hàng gửi đi cho mọi người nha. Đấy. Rồi. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cái kiếm. Đấy, kiếm thì hôm nay về có 1 2 3 4 phần kiếm thôi nha mọi người. Đấy. Chỉ có 4 phần kiếm thôi. Rồi. Đầu tiên là một cái dề kiếm lớn nhất đây. Đấy. Đây, kiếm này là kiếm nguyên dề. Đấy, nguyên mùa lớn nha mọi người. Đấy, kiếm này thì lá rất là dày. Đấy. Lá rất là dày mọi người. Đấy. Và trên các lá thì nó cũng xuất hiện một số cái kẽ sọc nha mọi người. Đấy. Đấy, lá cái bộ kiếm này cũng rất là đặc biệt. Đấy. Đây, trên các lá là nó có các cái sọc kẽ này, đấy, sọc nhăn này. Nó chưa biểu hiện rõ thôi nha mọi người. Đấy. Còn cái hoa của nó thì đây, nó có cái cúng hoa như này, hoa phát đứng và có cái những cái quả trái như thế này nha mọi người. Đấy. Thì kiếm này là kiếm sổ số thôi nha mọi người, kiếm sổ số thôi. Chứ còn em cũng không biết là mặt hoa nó như thế nào, lá thì nó có xo le này, nó không được đều. Đấy. Cái này thì chắc chắn là không phải kiếm lô hội rồi nha mọi người. Đấy. Đó. Rồi có cái vòi hoa phát đứng lên, hoa rất là dài nha mọi người, có những cái trái như thế này. Biết sao em thấy cúng nó cũng vàng vàng, cúng vàng và cái trái nó cũng vàng luôn nhưng mà đấy. Đấy. Thì có gì thì em mô tả cho tao cũng em cũng khẳng định là kiếm nó rò gì sổ số thôi nhưng mà đấy. Thôi em trong lòng bán giá bình thường thôi. Đấy. Thì kiếm này giá thì 300 thôi nhưng mà đấy. Kiếm các cái gì kiếm nguyên gì như thế này. Đấy. Mọi người có thể về để nguyên như thế này còn không ta tách ra từng mối từng từng tách trồng được. Em về hàng về là đang bán luôn. Đấy. Rồi, đó là cái dây kiếm 300 đầu tiên số 1 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là kiếm kiếm phần 150. Cũng có các dây như thế này. Đấy. Đây, đây là dây đầu tiên này. Đấy. Kiếm rất là đẹp mà, kiếm thì chơi lăng phong thủy. Và cái dòng cái những thanh kiếm rất là sắc và mạnh mẽ nha mọi người. Đấy. Chơi lăng kiếm thì như vậy đấy. Đấy, dây thứ hai này. Đó, là những cái việc về con kiếm rất đẹp luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là về số 3. Đấy. Đây, về số 3 đây nha mọi người. Rồi, củ kiếm rất là bự nha mọi người. Rồi, ba về giá 150.000 nha mọi người một phần. Tiếp theo phần số 3 giá có 150.000. Cũng có các phần kiếm này. Đấy. Em chia ra phần 150 thì cũng có cái về như thế này. Đấy, một này. Hai này, đấy, rất đẹp nha mọi người. Đấy. Nhìn cục kiếm rất là phê luôn. Đấy. Hai nè. Ba. Đấy. Bộ này rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, ba bộ kiếm giá 150.000 nha mọi người. 150.000. Rồi, tiếp theo phần số 4. Giá 150.000, không có các dây kiếm này. Đây là dây đầu tiên này. Tiếp theo là dây số 2 này. Tiếp theo là dây số 3 này. Cái này kiếm xanh. Đấy. 3 này. Tiếp theo về số 4 này. 5 này.
6 này. Này có cả cây cẩm cù nữa này. 7 này. Rồi, đây một cái nguyên bản nè. Nguyên bản kiếm nha mọi người. Rồi, phần này thì giá 150 nghìn. Đấy, rất là rẻ luôn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là phần số 5. Phần số 5 là nguyên bản mỹ dung dạ hương. Đấy, cây này thì cây mỹ dung dạ hương rất là đẹp nha mọi người. Cây này nó phân nhánh rất là nhiều rồi nè. Đấy. Và cây lá xếp rất là đẹp. Đấy. Không thể chê vào đâu được nha mọi người. Đây. Nếu mọi người về trồng thì nó lên được mấy đầu ngọn đó. Hoa mỹ dung dạ hương thì cũng rất là đẹp và đặc biệt là rất là thơm. Thì nó là cái mùi hương của nó là vào ban đêm là nghe rõ nhất nha mọi người. Đấy. Nó vào hương đêm á, đấy. Hương ban đêm rất là nồng, nồng nàn và thơm đấy. À, cây nguyên bản 150 nghìn đấy. Rồi tiếp theo là đến phần dáng hương tam màu sắc nha mọi người. Đấy, cái này thì dáng hương tháng 4 nhưng mà dáng hương tháng 8 nha mọi người. Thì còn có các cây như nó mọc nguyên bản nha mọi người. Hoa của nó đây. Đó. Hoa nó rất là thơm nha mọi người. Đấy. Kiếm bầu bồ. Đấy. Một trên cây nút áo này. Đấy. Cái dòng này thì Vanda tỉ gió đấy. Nhưng mà mọi người vào ghép có thể về ghép trụ hoặc cái bộ lũa thì nó sẽ bám vào như thế này nhưng mà đấy trên rừng thì nó như thế này đây đấy đây, nó một cái này hai này ba này bốn này nó một năm này cái này là giọng dáng hương lá xếp nhưng mà sáu này 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, đấy. Nó mới trải qua mùa hoa nha mọi người, 1 nè, cây nhỏ cũng có hoa nha mọi người, 13 ngọn nha mọi người, giá là 200 nghìn cho cái phần này, dán hương tam màu sắc rất là thơm này nha mọi người, đấy. Rồi, tiếp theo là đánh một cái phần lan gồm có gọi là lan nguyên bản lồng sụn nha mọi người, giá 150 nghìn. Thì cũng có cái nguyên bản là hoàng thảo ngọc thạch nha mọi người. Đấy. Hoàng thảo ngọc thạch cũng trải qua một mùa hoa rồi. Thì ngọc thạch thì có ngọc thạch hai màu, ngọc thạch ba màu. Đấy. Hôm nay mọi người về em cũng biết là ngọc thạch hai màu, ba màu đấy nhưng mà cũng rất là khó phân biệt từ khi nó có hoa. Rồi đó là cái nguyên bản đầu tiên này. Rồi tiếp theo là cái nguyên bản thứ hai. Này là gọi là nguyên bản tai dê nha mọi người, tai dê. Còn này là cây gì nó em cũng chị rõ tay nhưng mà tay dê này thì hoa nó chùm chùm như thế này đây. Đấy. Rồi nó bám vào trong cái giá thể như thế này. Rồi tiếp theo là hai cái cây rời. Đây là cũng là tay dê này. Đấy. Hoa nó mọc chùm như thế này. Cây thì nó nhìn nó giống như cẩm báo mà. Đấy. Rồi tiếp theo là hai cây tay dê nữa này. Đấy. Thì lan này lan sưu tầm thôi nhưng mà đây. Đây là cây ngọc thạch báo ngọc thạch nam này. Đấy, mọi người thì về ghế thêm vào trong này cũng được. Đấy. Rồi phần này giá 150 nghìn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay là đến một cái về kiếm xích ngọc nha mọi người. Kiếm xích ngọc là một cái này về kiếm này kiếm đặc biệt nha mọi người. Thì nó có đa số các cái hoa của kiếm xích ngọc đó là đa số là hoa cái trái hoa mà sau khi hoa là nó nhỏ và nó thuôn dài mà cái dòng này không biết sao mà trái nó rất là to mập nha mọi người. Rồi, to và mập đấy. Thì em cái hoa thì nó nở trên rừng thì em chẳng biết được nữa nhưng mà đấy cái gì này là nếu em bán kiếm xích ngọc hồi lâu đến giờ thì em thấy cái củ này thì nó rất là hiếm đấy. Hiếm khi gặp những cái gì kiếm xích ngọc nó có như thế này. Về này thì em bán giá là 150 nghìn thôi đấy. Hoa rất là sai nhưng mà đấy. Người ta trái rất là ấy này. Thế này người bày bỏ vào làm một chậu rất là đẹp luôn. Dòng này thì dòng hoa sai rồi đấy. Mình thấy nó mỗi lần nở của nó thì rất là nhiều rồi. Các cái trái này kia là cái mùa hoa gần đây nhất đấy. Rồi nó là kiếm xích ngọc giá 150 nghìn nha mọi người đấy. Rồi rồi tiếp theo ngày hôm nay là em sẽ giới thiệu đến cái phần lan kiều vuông hay còn gọi là thủy tiên trắng nha mọi người đấy. Thì cái hoa này là cánh trắng hồng vàng. Thì cái lô kiều vuông hôm nay là rất là đẹp nha mọi người đấy. Cái kiều vuông này thuộc kiều vuông thân lùn này mập này đấy. Nên rất là ưa chuộng nhưng mà nếu nhìn mọi người rất là thích mắt luôn. Đây, thân của nó là hình vuông này. Đấy. Vuông bốn góc là gọi là kiều vuông nha mọi người. Đấy. Kiều mà thân như thế này gọi là kiều vuông. Đấy. Đấy củ thân rất là lùn này mà rất là mực đấy. Rồi, đầu tiên là có 1 2 3 4 5 cái phần nguyên bản. Đấy, 5 phần nguyên bản.
Nắm phần nguyên bản kêu vuông nha mọi người. Đấy, là nguyên bản đầu tiên là giá 350 nghìn. Đấy, là một cái nguyên bản rất là đẹp như thế này nha mọi người. Đấy. Đây, bản kêu vuông rất là đẹp như thế này. Giá là 350 nghìn nha mọi người. Đấy. Đấy. Được người ta chặt từ trong rừng mang về. Đấy, rất là đẹp luôn nha mọi người. Không thể chê vào đâu được nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là cái nguyên bản đầu tiên 350 nghìn. Tiếp theo nguyên bản thứ hai 250 nghìn. Đấy. Đây là một nguyên bản như thế này nha mọi người. Đấy. Người ta chặt cái đường như thế này. Đấy. Rất là nhiều đầu ngọn luôn nha mọi người. Đấy. Nguyên bản hàng nguyên bản. Này thì người chỉ về chơi thôi, không cần phải ghép. Đấy. Nó giá 250 nghìn cho cái nguyên bản tiếp theo nha mọi người. Rồi, tiếp theo là số 11 250 cho các nguyên bản tiếp theo. Đấy. Đấy, cái lô cây vuông này thật sự là đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy. Có các cái vòi hoa của nó đã nở rồi. Đấy, hoa rất là sai nha mọi người. Hoa rất là sai này. Đấy. Một trong những lò kiều được nhiều người trồng, được trồng nhất trong các lò kiều. Đấy. Số 11 250. Tiếp theo số 12 cũng 250, còn có một nguyên bản nhỏ và một nguyên bản lớn. Đây là nguyên bản nhỏ này, đấy. Kèm thêm cái nguyên bản lớn này nha mọi người. Đây. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, rồi hai nguyên bản là giá 250 nghìn nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là nguyên bản 150. Số 13. Đấy. Đây, nguyên bản số 13 này, gồm có 1 2 4 5 6 đầu ngọn nha mọi người. Đấy, mọc như thế này. Đấy. Rồi, đó là số 13. Tiếp theo số 14, ở đây là hàng dề. Đấy. Đây là cái dề to nhất, giá 200 nghìn. Đấy. Đây. Này là hàng nguyên về nha mọi người. Đấy. Nguyên về. Đó. Rồi dây này dây to nhất là giá 200 nha mọi người. Rồi tiếp theo là giá 150. 150 đây một về. Thì phần này gồm có 4 về nha mọi người. Đấy. Một về như thế này là giá 150.000 nha mọi người. Đấy. Đây, dây này dây đầu tiên này. Tiếp theo là dây số 2 này. Đấy, dây này cũng 150 nha mọi người. Đấy. Đồng giá này em bỏ chung một chỗ. Đấy. Rồi tiếp theo là số 3 này, 150 này. Rồi tiếp theo là về số 4. Về số 4 150 nha mọi người. Đấy. Rồi, bốn phần, có 4 về, mỗi về 150. Đấy, 150.000 đây một về, cùng có 4 về nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo phần 16 là 250.000 cho ba cái về này. Đấy. Đây là về đầu tiên này. Giá 200.000 nha mọi người, 200.000 cho về ba về này. Đây là về đầu tiên này. Rồi, tiếp theo là về số 2 này. Đấy, nó mọc ngoài tự nhiên có cái cây ấy như thế này mọi. Đấy, về thứ hai này. Rồi tiếp theo là về số 3 này. Đấy, 3 về giá 200.000 nha mọi người. Đấy. Kiều trồng rất là khỏe và dễ nha mọi người. Đấy. Số 16. Tiếp theo số 17. Giá cũng 200.000 cho ba cái về này. Đó, đây là về đầu tiên này. Đây là về đầu tiên nha mọi người. Đấy, về đầu tiên này. Rồi tiếp theo là về số 2 này. Đấy, về số 2. Rồi tiếp theo là về số 3. Đấy. Rồi, ba về giá là 200.000 nha mọi người, 200.000 cho ba cái về này, đấy. Rồi. Rồi, tiếp theo là em sẽ giới thiệu ba cái phần kiều tiếp theo, đấy, kiều số 18 nha mọi người. Kiều số 18 giá 200.000 gồm có các về. Đây, đây là về đầu tiên, về này thì nó bám trên cái cây tổ quả nữa nha mọi người. Đấy, con này mọi người mua một thì được hai, có nếu mọi người về ghép với giả hạt trên cái này cũng được. Đấy. Này một trong những giá thể sống và giữ ẩm nha mọi người, đó, cây tổ quả. Đấy, kiều nó bám vào này. Rồi, đó là gì đầu tiên, tiếp theo là về số 2. Đó. Tiếp theo là về số 3. Đây. Kiều này là kiều độc thân ngắn. Tiếp theo là số 4 này. Và tiếp theo là về số 5. Đấy, 5 về kiều giá là 200.000 nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là phần số 18. Số 18 nha mọi người 200.000. Tiếp theo phần số 19 giá 200.000. Đấy. Đây, một cái kiều nó chia thành ngũ cạnh luôn nha mọi người. 1 2 3 4 2 4 4 cái. Đấy. Đó, đây nó giống như con cua vậy. Đấy. Tiếp theo về số 2 này. Tiếp theo là về số 3 này. Tiếp theo là về số 4 này. Tiếp theo là về số 5. Về số 5 này. À, tiếp theo là về số 6. Tiếp theo là về số 7. Tiếp theo là về số 8. Tiếp theo là về số 9. 10. Rồi, phần này 11 về nha mọi người. Đấy. Thì nó nhỏ về nhỏ thì nó nhiều về hơn nha mọi người. Đấy, 11 về giá là 200.000.
Tiếp theo là phần kiều vung giống giá 150.000 nha mọi người. Đấy. 150.000 cho cái phần kiều vung này. Đấy. Còn có các dề này. Đấy. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 4 5 này, đấy, 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Đấy. 10 này. 11 này. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 về nha mọi người. Đấy. À, cỡ 20 mấy về đó. Rồi, đó là phần kiều 150.000. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay có hai cái phần trúc Phật bà hàng rừng ở Công Tâm nha mọi người. Đấy, hàng bốc rừng. Đấy. Này là hàng trúc Phật bà ở vùng rừng Công Tâm. Đấy, 200.000 cho một về này. Hôm nay là 200.000 cho hai về. Đấy. Rồi đầu tiên là 221 200.000 cho cái về trúc Phật bà này. Đấy. Trúc Phật bà này thì rất là lâu rồi mới có hàng lại nha mọi người. Cái này hàng trúc Phật bà Công Tâm. Đấy, ra hoa và có một cái trái nha mọi người. Đấy, gần nhất đây. Cái này 2, 4, 6, 7, 8. Cái này 9 năm rồi nha mọi người. 9 năm rồi nha mọi người. Đấy, nay thì được người dân mới bốc được về. Đó. 21, 200.000. Đấy. Rồi, tiếp theo 22, 200.000. Còn có về nhỏ này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Cũng 8 năm rồi nha mọi người. Rồi, tiếp theo là về số 2 này. Đó. Đó, người ta hàng này hàng bốc rừng nha mọi người. Đấy. 1, 2, 3, 4, này, năm thứ 5 này. Đó. Rồi, 2 về là giá 200.000 nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là ngày hôm nay có 1, 2, 3, 4, 5 phần đơn cam rừng nha mọi người. Một loại đơn cam cho hoa rất là đẹp. Đơn cam ở vùng rừng Công Tâm là hoa rất là đỏ và rực rỡ nha mọi người. So với một số cái vùng đơn cam khác là hoa nó màu cam, nó nhợt nhạt hơn. Đấy. Nhưng mà riêng cái vùng đơn cam rừng Công Tâm là hoa rất là đỏ thắm luôn nha mọi người. Dạ, phần 23 giá 150.000, gồm có các cây này. Hàng này thì giờ đang lấy các mầm con nha mọi người, qua mùa hoa rồi. Đây lấy các mầm con. Đây. Một nguyên bản này. Và một cái gì lớn này. Đấy, gồm có một mầm con này, hai mầm con này. Đấy. Rồi. Phần này thì giá 150.000, nếu mọi người về chăm thì mùa tiếp theo cho hoa thôi. Đấy. Rồi tiếp theo là đến phần 24, giá một cũng 150.000, gồm có một cái nguyên bản này, nguyên bản đây này, và người ta cột thêm cái dây để cho nó cố định lại nha mọi người. Đây là hàng nguyên bản đó. Đó. Thì gồm có một mầm, hai mầm, ba mầm. Rồi, nguyên bản người ta cắt rừng về như thế nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cái dề nè. Đó. Rồi. Giá 150.000 cho cái phần đơn cam này. Đấy. Rất nhiều khách hỏi cái hàng đơn cam rừng này mới có hàng này nha mọi người. Đấy. 25 đơn cam 150.000 thì gồm có này, một cái nguyên bản này. Đấy. Này là cây con, rồi. Còn cây mẹ nó ra hoa và nó dài như thế này. Đấy, mọi người về chăm thì nó sẽ dài ra như cây mẹ. Đấy. Rồi tiếp theo là đến nhé. Về số 2 này. Đó. Về này mình đang mọc còn thêm một cây con nữa. Đấy. Rồi tiếp theo. Đây. Rồi phần này giá 150.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo 26 giá 150.000. Không có một miếng đơn cam này. Một về này. Đấy. Đây là một về nữa nè, đây một cái nguyên bản nè, đấy, rồi giá 150.000, tiếp theo là phần 27, 150.000, còn có các cái về đơn cam nhỏ hơn nha mọi người, đấy, đơn cam rời, một nè, đấy, này người ta vẫn ra hoa bình thường nha, một về nè, hai về nè, ba về, bốn về, năm, 6, 7, 8, đấy, 8 mầm đơn cam nha mọi người, giá 150.000, rồi, thì hàng đơn cam thì cũng rất là hiếm có nha mọi người, đấy. Rồi, tiếp theo là đến phần số 28 là kiếm bà nà, giá 200.000, cho cái dề kiếm bà nà này nha mọi người, đấy, đây,
kiếm bên này này thì lá nó cũng hơi cháy cháy nhưng mà nên không có vấn đề gì đâu. Người về trồng thì các cái mầm con nó ra này, mầm con nó ra đây này, nó sẽ thay thế cái thế hệ mới thôi, thế hệ mẹ thôi, nên không có vấn đề gì hết. Cái dòng kiếm này lá xếp rất là đẹp nha mọi người, đây lá xếp rất là đẹp này, đấy cũng rất là nhiều nhiều đấy. Này có giá thể sống rồi nhưng mà trong này nó có mắc ngủ rất là nhiều đấy. Người về trồng thì nó mọc là những cái mầm con mới như thế này thôi đấy. Rồi về này giá 200.000 nha mọi người đấy. Rồi tiếp theo là phần số 29 phần lồng sầu, còn có các loại lan thì mấy cái loại lẻ em bỏ vào đây, nhất là hạt vĩ này đấy, hạt vĩ rừng nha mọi người đấy. Cái này một số người gọi là đẩy thảo đó nha mọi người, hai về này, ba về này, đó là hạt vĩ. Tiếp theo là cẩm báo nha mọi người đấy, cẩm báo này đấy, một bó này cũng rất là nhiều cây, hai bó này đấy. Rồi tiếp theo là hoàng lan đấy. Rồi tiếp theo là cái cây cây này cũng chưa biết tên nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây vải rồng đấy, vải rồng hai này, về nè, ba về nè, bốn về này đấy, và một cái về xương cá nha mọi người đấy, lăng trang trí đấy. Rồi cái phần combo này giá 100.000 nha mọi người, giá 100.000 đấy. Rồi rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cái phần lan giả hạt ở vùng rừng đất côi nha mọi người đấy. Thì hôm nay về cũng khá khá cái giả hạt nha mọi người, cũng có các cây lớn, cây đặc biệt, cây nguyên bản, cây ấy rồi kiến cũng rất là nhiều đấy, nên em sẽ quay cụ thể từng cái cây cho mọi người xem. Đầu tiên thì cái dãy 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cây này thuộc dạng là cây gọi là cây tuyển chọn đấy nha mọi người đấy. Thì nó có những ưu điểm và có những cái này em đã xếp vào cái hàng đây, còn từ cái kia trở đi cái này kia thì hàng gọi là cũng bình thường thôi nha mọi người đấy. Nên cái tốt đầu này thì gọi là các tốt cây trội đấy, nên có những đặc điểm thì được rất là nhiều người sưu tầm. Thì đặc biệt có một số cây lá mít này, rồi cây lá mít rồi đỏ tím này kia nha mọi người đấy. Nên rồi cây lớn nhất ngày hôm nay thì giá đặc biệt thì giá 1.000.000, còn lại thì dưới 1.000.000 hết đấy, đều nói chung là giá sưu tầm bình thường nha mọi người đấy. Rồi đầu tiên là cái cây giả hạt đất côi. Cây này là giá cao nhất trong cái phiên ngày hôm nay, giá 1.000.000. Thì một cái cây giả hạt này đấy, một cái cây giả hạt là thân nù đấy, thân nù nha mọi người, thân nù nù đốt ngắn, và đặc biệt là cây đây lá cũng tương đối là lá mít nha mọi người, lá trầu nha mọi người đấy. Đây đó, xếp đó, lá xếp đó đều đẹp đấy. Cái này thì được trải qua một mùa, hai mùa, ba mùa, bốn mùa, nên mùa thứ năm nó mọc thêm kèm cả cây cẩm cù trong này nữa nha mọi người đấy, cái cẩm cù này đấy. Rồi nó mọc ở trong một cái nên người ta gột về đây đấy. Đặc biệt là cái dề này là dề lá thân tím nha mọi người đấy, mọi người thấy không đấy, thân tím này, cái sắc tố tím trên lá mặt dưới rất là nhiều đấy. Đây mọi người nhìn cái cây ra đó, có thể nhìn rõ cái cây nó như thế này nha mọi người. Cây này thuộc dạng là cây rất đẹp nha mọi người đấy. Cái này mọi người về săn săn bệt hay là săn ái này kia là rất là ok rồi nha mọi người. Săn bệt bệt này, săn hồng này, săn mắt xước đấy. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Cây lá xếp rất là đẹp gọn đấy. Rồi, không thể chê vào đâu được nha mọi người đấy. Rồi, cây này thì đặc điểm nổi trội nhất trong cái lô đất côi này nha mọi người đấy, giá là 1.000.000 nha mọi người đấy. Rồi tiếp theo là cây thứ hai, cây này thì cây 900 đấy, thì nó cũng nằm ở vùng rừng đất côi đấy. Cây này thì cũng năm 1 2 3 4 nên năm thứ năm, và đặc biệt là cây này thì cây cũng là tương đối lá mít to nha mọi người đấy, này lá mít to đấy nha mọi người đấy. Thì cây thì vẫn còn chưa thấy ngọn nha mọi người, cây này vẫn còn để ngọn rất là khỏe đấy. Cây này cũng tương đối là đẹp nha mọi người đấy. Đây, nó mọc có thêm cây nút áo ở trên rừng này nha mọi người đấy. Cây này thì cũng đốt đốt ngắn đấy, đốt ngắn, cây rất là đẹp và khỏe nha mọi người đấy. Hoa thì sổ số thôi đấy, lá rất là dày này. Lá là còn tương đối là lá nhựa luôn nha mọi người. Đây, lá cũng rất là cứng cáp nha.
này, sắc tố tím dưới lá rất là ok luôn nha mọi người. Đây này, cây lá như thế dưới tím ngắt luôn đấy. Rồi đó là cây số số 31, 900.000 nha mọi người đấy, 900. Rồi tiếp theo là đấy nhá, cây 750 đấy. Đây cái này thì đây người ta bóc từ một cái ấy về này. Đấy, cây này thì thân khá là xanh nha mọi người, thân già khá là xanh này. Đấy, gốc là người thấy xanh măng mẫn luôn. Và đặc biệt cây này là cây lá chỉ thiên nha mọi người. Đấy. Đây. Nó biểu hiện nhất này. Đấy. Lá nó vút lên chỉ thiên. Đấy. Rất là nhọn nha mọi người. Đó. Các cây đó là khỏe này, chân lá từng đó tròn. Đấy. Này. Cái chiều dài của nó là khoảng 40 phân rồi nha mọi người, 40 phân chiều dài của cái mầm này. Đấy. Rồi thân già thì nó rất là dài, đấy. Thân già rất là dài này. Đó. Rồi, cây này là cây 750 nha mọi người. Đấy. Rồi. Tiếp theo là đến cây số 33, giá 400.000. Đây là một cái cây nguyên bản. Đấy, người ta bóc từ trong một cái vỏ cây về nha mọi người. Đấy. Đây, cây này cũng gọi là cây lá tròn nha mọi người. Đấy. Đây. Lá rất là tròn luôn. Đấy. Lá gọi là cũng là gọi là lá nhựa nha mọi người. Đấy. Tương đối cứng cáp này. Đấy. Rất lá rất là dày. Đấy. Mặt sau của lá này. Đấy. Rồi, cây này giá là 400.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là cây 34 cũng 400.000. Đây cũng một cây lá mít lá tròn đấy. Đó coi thì nó tiêu biểu cho cái dòng lá rất là đẹp. Đây là một trong những cây lá đây, dưới lá tím này. Đấy. Đấy. Lá cũng cứng cáp rất là nhiều nha mọi người. Đấy. Đấy. Còn cái thân già nó như thế này. Đấy. Rồi đó là cây 34 giá 400.000. Đây là những cái cây tuyển chọn nha mọi người. Rồi cây này thì giá 400 luôn. Đấy. Cây này cây lá đặc biệt nha mọi người. Lá của nó là chấm kim màu tím ở trên lá rất là nhiều và trên chọc thân này. Đó, trên thân này. Này là chấm chấm tím kim nha mọi người. Đấy. Cái này là thân lá của cây này. Đó. Này nhìn ngoài mọi người thấy nó rất là đặc biệt luôn nha mọi người. Đấy. Còn thân già của nó này có xanh, có vàng vậy đó. Đấy. Rồi, cái gì này thì cũng gọi là gì đặc biệt nha mọi người. Đấy. Tiếp theo đó là số 35, 400.000 nha mọi người. Chiều dài cái này thì cũng được hơn 20 rồi. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay có hai cái con kiến đất côi rất là đẹp. Đấy. Hàng trong một cái bảng cây. Đây, đây là một cái nguyên bản nha mọi người. Và lá bên này này cũng gọi là lá mít nha mọi người. Đấy. Lá rất là tròn luôn. Đấy. Và mặt lá dưới thì tím ngắt luôn nha mọi người. Đấy. Đây. Tím không thể nào tím hơn nữa nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Đó. Này thì được 1 2 3 4. Đấy, mầm này năm thứ tư rồi. Đấy, kiến này kiến năm thứ tư rồi nha mọi người. Đấy, người ta bóc từ trên một cái vỏ cây về nha mọi người. Đấy. Rồi, cái kiến này đặc biệt là giá 400.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo con kiến 37 thì cũng là một con kiến lá mít này. Đó là mít tròn nha mọi người. Bề mặt dưới là tím ngắt luôn. Đấy. Còn bề trên thì lá viền nha mọi người. Mọi người thấy viền lá không? Viền lá và có một cái sọc ở giữa. Đấy. Đây cũng một cái cây nguyên bản. Đấy. Rồi 37 giá là 400.000 nha mọi người. Đấy. Rồi đó là em đã giới thiệu xong các phần cây đặc biệt rồi nha mọi người. Đấy. Những cây này thì được xếp vào cây trội. Đấy. Rồi từ cây 38 ra đi thì em sẽ giới thiệu qua cho mọi người xem. Đầu tiên là cây 300.000, đấy. Cây này đất côi 300.000. Thì thân lá nó như thế này nha mọi người. Đấy. Đấy. Thân lá nó như thế này. Thân già thì nó cũng rất là xanh nha mọi người. Đấy. Còn thân của nó đây. Đấy. Lá thì nó nghiêng về màu vàng hơn. Đấy. Đó. Trên thân thì nó như thế. Chiều dài của cái nó thì khoảng gần 30 phân rồi nha mọi người. Đấy, lá trên ngọn xếp rất là đều này. Đấy.
Rồi, đó là cây 300. Tiếp theo cây 39 cũng giá 300 nghìn nha mọi người. Đấy. Đây một cái cây đắc côi thân tương đối là đẹp nha mọi người. Đấy. Thân xanh đấy. Thân tơ rất là xanh này, đó. Lá thì tương đối là cũng đẹp đấy nha mọi người. Đấy. Lá này lá đấy, lá xanh này, có kẻ sọc trên lá này. Đấy. Rồi, thân già của nó thì đây. Cái này cũng tương đối đẹp đấy, giá cái chiều dài của nó thì hơn 20 phân rồi đấy, 20 đến 25 phân. Cái này cây giá 300 nha mọi người đấy. Rồi tiếp theo là cây 40 giá 300 đấy. Đây một cái cây như thế này đấy, các thân già của nó thì nó xanh đen đấy, xanh đen này đó. Rồi cây 40 giá 300 nghìn nha mọi người đấy. Cây lá cũng tương đối đẹp đấy nhưng mà đấy. Nó nghiêng về xanh đen hơn đấy. Rồi 40 300. Tiếp theo 41 giá 300.000. Đây, gồm một cái cây mầm lớn này và cùng có các thân tơ ở dưới này nhưng mà đấy. Kiến kiến nhưng mà một con hai con này, đấy. Rồi, cây cũng có củ lá nhưng mà đấy. Thì hoa gì là sổ số thôi chứ thật sự mình chẳng biết là nó sổ ra hoa gì nha mọi người. Đấy. Rồi 41 300. Tiếp theo 42 cũng 300 luôn. Đây là một cái cây nguyên bản đấy. Cây nguyên bản nha mọi người. Chiều dài thân ngọn của nó thì gần được 20 phân rồi. Đấy, còn cái thân già nó như thế này. Đấy. Đó. Đây có sọc ấy này. Rồi, nó là cây 42 300. Tiếp theo cây 43 giá 300 nha mọi người. Đấy. Cây này thì thân già vừa có màu xanh dưới gốc này, còn trên ngọn lại đỏ nha mọi người. Đấy. Thì nó mọc được hai cái thân thân tơ đây, thân chuẩn bị ấy này, đang ngọn vẫn đang đi ngọn bình thường nha mọi người. Đấy. Cây thì lá cũng tương đối là dày nha mọi người. Lá dày này. Đấy. Lá rất là dày nha mọi người. Thân thì cũng tương đối đấy, cây này cũng rất là đẹp nhưng mà đấy. Gốc là lá trồn này đấy. Rồi cây này thì giá 300.000 được hai cái mầm luôn đấy. Tiếp theo 44 44 giá 250.000 đấy. Đây một cái cây như thế này và có các thân dài như thế này nha mọi người. Chiều dài của nó thì khoảng 20 phân rồi nha mọi người. Một số cái trên lá là nó chấm tím này, sắc tố này kìa, nó chấm 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 này nữa đấy. Cây lá cái chấm tím lá chấm tím thân đấy. Rồi đó là 44. Tiếp theo 45 là cây cũng 250 đấy. Cây 250 cây này thì cũng chấm tím lá và chấm tím thân nha mọi người đấy. Đấy cây chấm tím lá và chấm tím thân đấy. Thân già thì nó hơi đen đen nhưng mà rồi chiều dài của mầm này thì khoảng 20 phân đấy. Lá thì cũng tương đối cứng cáp nha mọi người đấy. Rồi 45 250. Tiếp theo 46 cũng 250 đấy. Đây lá này thì thân rất là mảnh nhưng mà và có củ lá này đấy. Đây là những cái củ lá đấy. Chiều dài của nó 20 phân, lá của nó thì trên lá thì có các cái sọc đấy, sọc lá này, sọc trắng nó theo lá nhưng mà đấy. Cây này ngọn thì hơi màu tím tím đấy, tím hồng đấy. Đấy. Rồi cây này giá là 250.000. Tiếp theo cây 47 giá 250. Đây là một cái cây nguyên bản nhưng mà được người ta chặt trên rừng về luôn đấy, thì gồm có hai thân già và một thân tơ đấy, đang lên đây. Cây này thì cây tím thân nhưng mà đấy, tím cái thân này đấy. Đoạn này tím thân này đó. Rồi đó là 47 giá 250.000. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì ngoài những cái cây lớn thì có các cái cây hàng kiến nhưng mà hàng kiến nhỏ và đặc biệt là nó nguyên miếng luôn, nguyên miếng là dính luôn ở trong cái miếng vỏ cây hoặc cái miếng ấy này kia được người ta gột về này kia là ấy nhiều người. Thì cái phần này thì
nó dành gọi xếp vào cái hàng kiến, nên khách nào có nhu cầu mà sưu tầm kiến thì mọi người ấy thì đã nói kiến thì nó rất là nhỏ nha người, đấy, kiến thì nó rất là nhỏ thôi, nên mọi người có nói chung là am hiểu về kiến cái này kia tới thì mọi người nên sưu tầm. Còn nhiều lúc mình chưa ấy thì nhiều lúc mình cũng sưu tầm các hàng lớn ấy, mình về mình chơi nha người đấy. Thì cái này là kiến đầu tiên là cái hình số 48, kiến 350, kiến 350 nhưng mà đã nói kiến thì nó rất là nhỏ rồi đấy. À, nó mọc từ những cái miếng thân cây người ta gọt ở trong vườn rừng về nha mọi người đấy. Miếng thứ nhất này, tiếp theo là miếng số 2 này đó, số 3 này đó. Kiến tím nhưng mà kiến có màu tím này đấy. 3 4 này 5 này đấy, bề mặt da lá dưới là rất là tím nhưng mà 6 này đó. Rồi combo mà số 48 350 thì gồm có các cái kiến như thế này. Rồi tiếp theo 49 350 mình có đây một nguyên một cái vỏ cây như thế này mà nó có hai con kiến nó bám vào này đấy, này kiến rất là li ti nhỏ chưa bằng một cái móng tay luôn đấy, nên cái này dành cho mọi người nào mà chăm kiến xiên kiến này kia thế thì mọi người nên sưu tầm đấy. 2 này 3 này 4 này 5 này 6 đó, 6 con kiến đấy. Thì mà từ những con kiến này mà người chăm lên được những cái mầm mấy này kia thì nó rất là thú vị. Chơi lan thì nó nhiều cái đam mê, nhiều cái kiểu để chơi lắm nhưng mà đấy. Nên nhiều lúc đó là mọi người am hiểu này kia thứ về cái nào thì mọi người thích thú cái đó đấy. 49 350 tiếp theo 50 giá 350 luôn, không có các con kiến này đây, nó có năm mọc ở đâu này, 1 này 2 này 3 này đấy. 4 này đó. 5 rồi, một cái dây này nữa đấy. Rồi đó là phần 50 350. Tiếp theo phần 51 cũng 350 cùng với con kiến này đây, một con kiến nằm lục thủng trong này, này. Kiến này thì hơi bị tím luôn này mà, một nè, theo hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu đấy, tím ngắt luôn rồi đấy. Rồi 6 con kiến giá là 350.000 nha mọi người. Tiếp theo 52 350 cũng có các con kiến này, này một này đó, tiếp theo là hai này đó. Rồi này là đến các con nhỏ nhỏ này, một này đấy, cái này siêu siêu kiến luôn nhưng mà đấy. Đó đấy, những cái em kiến rất là bé bỏng luôn nhưng mà đấy. Đó đó rồi đó là những con kiến rất là nhỏ luôn nha mọi người đấy. Thì mọi người về chăm đấy. Tiếp theo là 53 giá là 400.000 gồm có các cái cây đấy, cây này thì nó to hơn đây, cây đầu tiên này đó, đầu tiên này, cây thứ hai này đấy. Rồi tiếp theo là cây thứ ba này, tư này, năm này đấy. Cái này chưa đến 100.000 một một miếng đâu nha mọi người đấy, mấy chục nghìn thôi đấy. Rồi đó là 53 400. Tiếp theo 54 cũng 400 đấy, mình có các cái về này, cái nguyên bản này, một này hai này đó, ba này bốn này đó, năm này đó. Rồi 5 miếng như thế này đấy, 5 miếng giá là 400.000 đấy. Tiếp theo là 55 giá 400.000 cũng có một bản này đấy, này là kiến cũng là kiến đấy nhưng mà đấy. Kiến nhưng mà nó không phát triển rồi đấy. 2 này 3 này, này là mầm này được hai mầm luôn nha mọi người đấy. Rồi, 3 bản là 4 mầm kiến luôn nha mọi người, giá 400.000 đấy. Tiếp theo là 56 giá 400 cũng có các cái loại kiến rời, một này đấy, một này hai này ba này bốn này năm này đấy. Rồi năm qua năm con kiến nhưng mà đấy, năm kiến giá 400.000. Tiếp theo 57 giá 200.000 cho một cái về này cũng gọi là kiến đấy nhưng mà đấy,
cũng nhỏ mà đấy, gần được 20 phân đấy. Cái thân này thì cũng rất là xanh, nhưng mà đấy, thân già cũng rất là xanh này đấy. Rồi à, thì 200.000 thì cũng tương đối là nhiều đấy. Tiếp theo 58 cũng 200 luôn đó. Đây, như này thì cây nó đang lên như thế này. Nó các thân già thì người để ý nó có các cổ lá này đấy. Đa số các cây cổ lá nó đa số nó sổ hoa rất là đẹp nha mọi người đấy. Đây, cổ lá rõ luôn này, 1 2 3 đó. Rồi, đó là cây số 58 200. Tiếp theo 59 cũng 200. Đấy. Đây, thân già nó như thế này. Đấy. Cái con như thế này nha mọi người. Này là lên một cái mầm nó bị ấy rồi, nó lên một mầm mới này. Đấy. Cây cũng lá cũng rất là dày nha mọi người. Đấy. Ngọn rất là đẹp đấy. Rồi, cây này thì giá 200 thôi, đấy. Thân già cũng xanh nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là cây 59. Rồi. Tiếp theo là cây 60. Giá 200.000 đấy. Đây. Đó, cây rất là khỏe nha mọi người. 200.000 này. Cây lá ngọn cũng rất là ok đấy. Lá cũng tương đối dài nha mọi người đấy. Rồi, 60 giá 200. Tiếp theo 61 giá cũng 200. Đây, hôm có một thân tơ này, hai thân tơ nha mọi người. Được hai mầm luôn đó. Đấy, thân già thì nó vàng 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 như thế này nha mọi người. Và cây này cũng có cổ lá đấy. Cây này chắc cũng số hoa cũng tương đối rất là đẹp nha mọi người. Rồi, mọi người về trăm thôi. 61 200. Tiếp theo 62 cũng 200. À, 62 là 150 á, quên. Đấy, thì còn có một cái về như thế này. Đấy, đây cũng rất là nhiều năm rồi. 1 2 3 4 5 6 cây nên năm thứ 7 rồi đó nhưng mà. Đấy. Chưa được 15 phân. Đấy. Này số hoa đen rừng nhiều mọi người. Rồi, đó là cây số 62 150. Tiếp theo cây số 63 cũng 150 nhưng mà. Đấy. Đây. Cây này thì cây lá tre đấy. Lá tre nó rất là mềm mại nha mọi người đấy. Đó còn có một thân già và một thân tơ đang lên đấy. Là cây này là cây 150 nha mọi người. Cây này cây lá tre, lá nó cũng tương đối ấy chứ không lấy nổi nha mọi người. Rồi đó là cây 63 150. Tiếp theo cây số 4 giá cũng 1.550.000 đấy. Cây này thân lá dưới tím nắc luôn nha mọi người. Đây nó như thế này. Đấy. Rồi, còn có các thân già thân ấy nè. Thì mọi người mua những cây giá nó cũng mềm như thế này là người về chăm. Lên đấy này sẽ có những cái chậu tuyệt đẹp thôi. Đấy, 65 giá 150.000. Đấy, này lá cũng tương đối đẹp đấy mọi người. Đấy, cây này thì gọi là kiến thôi. Đấy. Nhưng mà nhìn thân lá như thế này gọi là tương đối đẹp đó. Lá ngọn rồi, thân rồi nhìn cũng tương đối. Rồi, 65 giá 150. Tiếp theo 66 giá 150 luôn. Đấy, cái này lá tre như thế này, mặt lá dưới thì nó như thế này nhưng mà. Đấy, dưới thì nó hơi tím. Đấy. Rồi. Những cái cây giá cái này kia. Này thân nó tăm nhưng mà, đấy, nhưng mà do kiểu cây của nó như vậy đấy. Rồi, 66 150. 67 cũng giá 150 nha mọi người. Không có cây như thế này. Dưới mặt tím nha, thân dưới cái mặt lá nó rất là tím này. Rồi, đó là cây 67 giá 150. Tiếp theo cây 68 giá 150. Này thì trong có miếng cây đấy. Một lần nguyên bản nha mọi người. Thì hôm nay cũng là kiếm mọi người về sổ số thôi. Đấy. 68 150. Rồi cuối cùng ngày hôm nay thì lô 69 là một cái lô gia ly. Cái lô này thì người ta nhờ em bán giùm nha mọi người. Đấy. Thì cây này là cây những cái hàng gọi như mày gọi là giải dập là ấy như nói nó xấu lá này kia thứ. Nên người ta nhờ em bán giùm giá là 600.000. Còn có một dề này. Đấy, dề này được hai mâm này. Đấy, thân thì nó vàng nha mọi người. Đấy. Một số cây thì nó đây, thân này thì thân xanh này. Thân xanh này, đó, 2 này, 3 này, đó, mấy cái lô nhiều lúc đó, nó sổ hoa đẹp từ những cái lô này là bình thường nha mọi người, đấy, 4 này, đấy, 4 về này, 5 về này, đó,
6 về này. Đấy. Đó, cái này cũng tương đối còn khỏe lắm các bạn nhiều người. Đấy. Đấy. Rồi 1 2 3 4 này. 5 này. 6 này, 6 về. 600.000đ đấy. Về 100.000đ thì chúng mới giá giống như giá thanh lý thôi nhưng mà đấy. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 070 611 5694 nha mọi người. Đấy. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha mọi người. Đấy. Rồi, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Đấy, rồi là một lần nữa thì em xin chúc tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.